267 và số Sansui E80 nhà máy này bị lỗi, còn các cái ngõ ra thì bị lệch kênh to kênh nhỏ, có lúc lắm lúc thì nó sẽ bị nghẹt rè rè tiếng. Sau khi sửa xong thì máy đã chạy ok rồi. Cái dòng này thì bệnh đặc trưng sẽ là mất tiếng, lệch vế, mất kênh, rè nghẹt tiếng, sôi đổ tiếng. Đó là các cái ban bệnh đặc trưng của cái dòng này, mình gặp rất nhiều luôn. Đó, mọi người cần tư vấn hoặc là hỗ trợ sửa các cái lỗi liên quan đến cái dòng vang này có thể liên hệ mình theo số máy trên tiêu đề của video, gặp trực tiếp nhân viên. Những ngày vui kênh thì mọi người có thể đăng ký kênh để theo dõi kênh hàng ngày mọi người nha. Mình sẽ cố gắng cập nhật các video về sửa lỗi các cái dòng máy, sửa lỗi cái dòng vang Sansui để cho kênh mọi người tham khảo. Sansui thực sự mà nói cái máy này thì người dùng khách báo là dùng mua hàng bãi về dùng được 4 năm rồi. 4 năm, hơn 4 năm mới bắt đầu bị lỗi. Chứng tỏ cái độ bền của nó rất là cao. Còn nếu mà dòng X thì mua hàng bãi về chắc chắn là sẽ không có cái máy nào dùng được đến 4 năm đâu. Cực kỳ ít. Có khi chúng ta dùng vài tháng là đã hay lỗi vậy. Mà cái dòng này rất là bền. Chạy nó mát máy. D67. Nhà chưa đăng ký kênh thì có thể đăng ký kênh để theo dõi kênh mọi người nhé.